Cà phê giỡn giỡn để ý một chút thì anh cũng có để ý thì mình cũng cảm thấy vui. Có vẻ như khoảng cách mà Lily tạo ra trước đó với Minh đến hôm nay bỗng dần được thu hẹp, và liệu Minh có tận dụng cơ hội này để phát triển tình cảm của Minh? Anh Minh là yêu đâm đầu. Thế anh kể chuyện thế, anh yêu đâm đầu, yêu bất chấp. Minh người rất là tốt luôn á. Minh tốt mà. Minh là kiểu là một người mà lúc đầu sẽ ghét, mà từ từ biết lâu rồi á, là một người rất tình cảm. Rất tình cảm và một người mình sẽ rất là thương. Đúng rồi. Thấy xinh chưa? Bình thường chưa? Bình thường mà. Một tối nay nó xuống xuống lạnh nhờ. À mà đã sớm, anh thích lạnh. Đi đâu đi đâu? Người vui nhất lúc này chắc chắn sẽ là Nhân và Ý, khi sự vắng mặt không lý do của Austin và Vi như là cái cớ hoàn hảo để khiến mọi người nghi ngờ lẫn nhau. Bây giờ thích Ly đúng không? Để em biết đường em nói Ly cho. Đó. Thôi, hôm qua sáng Ly nói là anh không phải là người của Ly. Vậy thích Diệu đúng không? Diệu nói là anh không phải là người của Diệu. Ý thì sao? Ý nói là Ý thích Nhân rồi. Em chưa nói gì với anh hết. Em nói thì anh trả lời. Anh phải nói xong em trả lời tự nhiên. Nói sao? Anh thích em thì anh phải nói anh thích em chứ. Mà em gửi ẩn rồi. Nhưng mà anh phải nói, đâu có chắc chắn em đã kêu không, là em không nói giỡn với quyết định của anh. Quyết định nào thì cũng khác quyết định nào. Ý là đã chọn Vi ngay từ đầu nhưng mà cô thử ba cô kia coi đi. Phải không? Coi dính được con nào hay con đó. Nói thiệt tính anh giỡn nhưng mà khi anh đi quay rất là thật lòng. Vậy giỡn đi nhưng quay. Mà coi vui thôi. Thì đương nhiên là ba mẹ anh mới yêu ba mẹ anh trước chứ. Sao? Thôi về phòng đi. Vi làm thích ai? Tại sao em phải tâm sự cho anh trong khi anh không chịu tâm sự với em? Không có. Lúc đầu mới chở anh có ấn tượng với Diệu chắc anh thích. Diệu mạnh mẽ và nam tính, nhìn Diệu thấy giống một người anh của anh. Nói chung á, anh bị cọn cho nên là lúc đầu nhìn Diệu không có rõ. Mà sao nữa là vẫn thích Diệu nữa. Đâu có, con trai là thích nhau. Không, Diệu gái. Trai. Sao anh nói em không trai vậy? Anh thua. Mới đầu em thích Austin mà Austin 6 ngày không đi tắm là hết thích rồi. Anh sẵn cãi lưng. Cãi lưng hả? Gãi lưng. Gãi lưng á. Gãi lưng luôn. Tại vì gãi lưng giùm hết cho em. Cái này ngứa quá. Bữa giờ 6 ngày em chưa tắm. Thôi, thiệt hả? Mới 6 ngày thôi mà mình sao làm chuyện khó nhỉ? Bình thường mà. Sao ngứa rồi đó? Một tháng ở bên Mỹ khác. Bữa nào em gặp mấy lần? Một tháng một hai lần thôi. Tiết kiệm tiền. Tiết kiệm sao mà? Để thay em. Trở về sau buổi hoạt động xã hội đầy ý nghĩa, các thành viên ngôi nhà chung cùng ngồi lại với nhau bên bữa cơm tối. Thế nhưng, cặp đôi bí ẩn lại là những người cảm thấy không được ngon miệng trong lúc này. Nhắc lại cho Vi là trả lời vậy. Sao anh không bạn cho em, mà đi nhắc nữa anh ta. Phải đi quay lại gần tuần rồi chứ. Hai ngày nữa về rồi. Ở trên mình còn một cái giải để đi chơi tụi mình riêng nữa, anh Trung Kiều. Bạn ấy tâm kết rồi tháng rồi đó. Mình nghiêm túc lại đây đây nè. Bây giờ chị Diệu chưa? Diệu ok không? Em không phải là cặp đối bị ẩn. Em là cặp đối bị ẩn. Em đền 10 triệu cho mọi người luôn. 10 triệu đủ mọi người đi bóc chơi đã luôn. Nếu em là cặp đối bị ẩn trong chương trình này em sẽ bị phạt 10 triệu. Ok. Em là Tường Vi. Em xin tuyên bố mọi người em không phải là cặp đối bị ẩn. Nếu như em là cặp đối bị ẩn em sẽ đền cho mọi người 10 triệu. Em là Như. Không dám nè. Em là Như. Em không dám. Không có dám. Để cho con nhỏ nói. Cho con nhỏ nói đi. Quéo anh. Vi đánh lạc hướng á. Vi đánh này. Rồi vô em. Em mất cười. Mất rồi nói nè. 2, 3. Đó là Vi đúng không? Em mà là cặp đối ẩn thì em chịu 10 triệu mọi người đi chơi. Ok. Okay. Trời ơi. Ở đây ai cũng giàu hết á mọi người. Cái đó là mọi người ép buộc. Em không biết sao luôn. Em sẽ nói cái lời này. Trong khi bọn em tham gia chương trình là em với anh Nhân là cặp đối bí ẩn. Cho nên là trong tất cả thì ngoài những tâm sự với mọi người thì khi tham gia trò chơi này kia thì hai anh em đều đang diễn. Cho nên là 10 triệu đó em cũng đang diễn chứ không phải là thật nha mọi người. Thì cho nên là em không có mất 10 triệu đó nha. Cặp đôi với ổng á, anh nghĩ bỏ ra 10 triệu, ra 10 triệu, tới 10 triệu là tụi mình đi chơi tiếp. Thôi chơi luôn. Chơi luôn. Thôi không?
Trong đây dân giàu giàu đúng không? Nếu mà nguyên nhân là còn thêm xe mô tô nữa. Xe bây giờ 250 rồi. Có nó nhiêu ta? Xe cũ tầm 130 á. Ừ, cũng được 130 mấy. Anh em mình đi Thái Lan chơi một buổi. Giàu á? Dạ. Trời ơi, làm bao giờ bây giờ? Không sao đúng vậy. Mình có đũa em, hay là em hoang mang quá em quên mất kìa em đũa. Mà tái mép luôn rồi. Ủa anh nhìn em. Cái kiểu gì anh đang nói chuyện không người ta nói mình chết mẹ lo cái nặng mình đúng. Em mới nói ngay từ đầu em là một đôi với ẩn rồi. Vậy giờ đưa chìa khóa xe với cái giấy cho mình thẳng đi nếu em nói vậy. Sao người không tin với bộ. Thì giờ với giấy đi. Cái giấy rất là ngon à. Thầm mình này rửa chén. Qua tao rửa, qua đây bắt rửa. Rửa thế nào? Mất giấy giới mà. Hôm qua ai đứng rửa với mày? 10 triệu rồi mất. Dù đã cùng nhân rửa chén ngày hôm qua, thế nhưng Minh vẫn quyết định phụ giúp Lily một tay. Cứ ấy mạnh mạnh lên, mạnh mạnh lên, đừng sợ chén đau nha. Chén đau sao bằng sợ em đau. Ừ. Em đâu sợ anh đau. Ừ. Minh và Lily dường như không hay biết cuộc trò chuyện lúc này của họ đang bị các thành viên khác âm thầm theo dõi. Sau này mình với bạn gái cũng hai đứa lấy nhau về và cũng cùng nhau san sẻ gì được lúc đầu chọc đôi với ảnh mà. Ủa mọi người, em có thấy những con người đó đang ganh tị với chúng ta hay không? À, em hết hồn luôn á, em quay lại em hết hồn luôn á, em không nghĩ mọi người đứng đó luôn á. Mọi người coi không? Gan ghê, 10 triệu đâu lấy gì? 10 triệu đó là hết. Thôi vô ngủ mọi người, rồi chán quá. Sau bữa tối, các thành viên tiếp tục quây quần bên nhau để chơi đùa. Thế nhưng có những người chỉ muốn dành khoảng thời gian này để chìm đắm vào những cảm xúc của riêng mình. Và đôi khi họ cần lắm một ai đó để sẻ chia. Mắt em nhỏ đi mascara. Anh chắc anh chẳng đi đến nơi gọi là nhà. Nhìn lại từng khoảnh khắc, từng tồn tại, ta từng khờ dài. Ủa gì á? Dạ. Ủa cái gì á? Ủa sao ra đây vậy? Người ta nói cái gì á? Mình có năm cái gì? Mình thấy, mình nghe, gì nè? Mình hửi. Giác quan. Giác quan. À, ý là nói anh có vô thứ 6 nên đi ra đây hả? Giác quan thứ 6. À. Cũng khá là bất ngờ. Tại vì thấy tin ra nói chuyện. Xong đó thì mình cảm thấy có một người nào đó trong nhà chung để mà mình có thể chia sẻ thì điều đó mình cũng rất là vui và rất là trân trọng. Em không sao đâu tí. Hồi sáng lúc mà mình đi chợ mua đồ cho mọi người á, cái đi chung với bà nè, em nhìn bóng dáng bà đi trước mà em nghĩ tới mẹ em. Thấy tại vì hồi đó mẹ hay dẫn đi chợ. Từ lúc mà em lên Sài Gòn, mẹ em cũng hay nói chuyện với em lắm. Nhưng mà nói em với mẹ có nhiều cái chuyện xảy ra nên là mẹ với em có một cái khoảng cách thôi. Anh biết cái hổn không? Mà mình phải coi ba mẹ mình như con nít vậy nè. Ý anh là cái tình cảm cho ba mẹ mình phải gần giống như là nếu mình có đứa con. Em hiểu rồi. Ý là tình cảm của mình dành cho ba mẹ thì nên cũng giống như là mình dành cho cái đứa con của mình. Đúng rồi, giống như đứa con của mình. Tại mình không bao giờ, từ bỏ con mình đâu, đúng không? À, đúng rồi. Thì lúc nào mình cũng tìm cách để tha thứ và trong cái trường hợp này giống như mình tỏ tình với mẹ mình để cho họ biết là mình cảm thấy như thế nào, mình vẫn thương họ nhìn tới mức vậy. Từ lúc đó đến khi em già đi á, em với gia đình em nó khác hẳn luôn á. Giống như họ hiểu liền luôn, hạnh phúc luôn, hẳn luôn á. Tại vì lúc mà mình nghĩ về một người mẹ hoặc một cha đó là mình nghĩ là họ là phải giống như là superhero kiểu này. Đúng rồi. Phải làm cái gì cũng đúng, đúng rồi. Nhưng mà lúc đó thì em không nhận ra. Mà bây giờ nhận chưa? Dù gì họ cũng là ba mẹ của mình. Em biết là mẹ có thương em nhưng mà cái cách mẹ em thì nó vô tình làm cho em buồn á. Cái cảm giác thật sự của em á, em có dám gọi qua cho mẹ không? Hồi nãy em cũng tính gọi điện cho mẹ rồi. Mẹ anh ra đấy. Ba em có gọi cho em, ba em gọi điện. Em thấy ba ngồi với mẹ đang ngồi ăn tiệc với lại nhà của ba mẹ nuôi của em á.
nên là em không gọi. Tại vì giờ gọi không đúng lúc. Mọi người đang vui, mình gọi mình sẽ khiến mọi người buồn. Với lại sẽ mắc cười đó. Kiểu như đang gọi lên lớp mẹ, con nhớ mẹ. Lúc mà chắc mẹ mắc cười. Thôi mẹ đang xỉn. Đúng rồi, mẹ đang xỉn. Mẹ mắc cười. Em mệt. Bà ngầu hả? Nói bà ngầu hả? Bà à, bà nhìn bà ngầu hả? À. Em ngồi này này. Cái bà kêu em nhậu không? Phải nhậu. Rồi em nhậu không? À bà có mua cái gì đó, da trâu á. Da trâu hả? Và cứ ngày mai bà nấu cho tụi mình ăn. Đó xong nãy đó nãy nhớ mẹ. Anh muốn vô mọi người chưa? Em vô. Từ từ em đợi mắt em hoặc đỏ. Ok. Anh đợi em. Vẫn đỏ. Khi nào mới hết đỏ? Mắt hơi vẫn bị... đỏ, bập sưng. Bập sưng ấy. Để tác cho mặt mọi người. Em nói anh Austin đánh em. Austin chửi em nên em khóc. Austin ăn hiếp em mọi người ơi. Trái với những cảm xúc lắng động của Vi và Austin thì bên trong nhà là một bầu không khí rất khác. Cả họ nó kẹt ngón tay ra rồi sao đây? Nhớ chơi ham hố. À được nè. Bún hả? Bay nè, bay vào mạnh nè. Bún thử đi. Ghê. Thầy bún quen á. Bún gì? Bún gì quen? Bún gì quen? Bún gì quen? À, để cho cái giữa còn cái thôi. Ủa, anh lấy cho đấy mà. Ờ, đúng rồi. Luôn, bị luôn. Đâu, ai đâu. Kiểu cái này còn lăn chân. Thèm được lúc. Thèm. Vậy thôi. Mũi chạm mũi nhìn vào mắt nhau. Ủa vô. Rồi chọn đi. Rồi chọn đi em. Bất ngờ bị xử thua và phải thực hiện hình phạt tương tác. Nhân sẽ chọn ai để tránh bị lộ là cặp đôi bí ẩn? Thấy bên kìa. Ý vậy em? Ý kìa. Hầu như là tất cả hình phạt của anh Nhân là đều chọn mình. Cho nên là mình cảm thấy mình vẫn còn rất là quan trọng với anh Nhân. Và thêm phần nữa chắc có lẽ là anh Nhân cũng làm vậy để diễn trước mọi người. Bọn mình đang thích nhau và đang muốn tiến tới với nhau chứ không phải là cặp đôi bí ẩn. Cho ngồi cái bên đi. Đếm nha. À, ok. Đợi. Dương nghĩ cặp đôi bí ẩn là chắc là Nhân với Ý. Nhìn vô thì tưởng là tình cảm giữa hai người xuất phát từ đầu chương trình tới giờ, nhưng mà không phải. Theo Dương nghĩ là tình cảm đó nó xuất phát từ bên ngoài, có nghĩa là họ yêu nhau trước là cặp đôi bí ẩn, nên mà bây giờ nó có một số, ví dụ như ánh nhìn từ Nhân, cái nhìn có cái sự trìu mến, quan tâm đặc biệt đã từ lâu rồi, chứ không phải là quan tâm trìu mến của cái sự thích thú từ trong 5 ngày trở lại đây. Không. Rồi bây giờ Nhân, anh Nhân qua đó ngồi. Chưa. Ý chọn ai? Chọn Thành nha. Chọn mình đi. Đừng. Anh Minh là của Diệu rồi. Chọn Thành đi. Nghĩ sao vậy? Anh là cậu đối với ổng. Anh với Diệu chuẩn bị 2 triệu rồi nè. Chút về thì chút tiền đúc lên đi chuyển khoản. Chút về thì chút tiền đứng lên quá. Anh khuyên nên là chọn Thành. Anh Nhân. Rồi đi em. Nói gọi đầu. Đợi chọn. Rồi chị qua đây. Giờ mắc vệ sinh rồi. Nó kể xin nhờ một tay ý công chung. Em đứng ngoài cửa. Mình điên hả? Mình điên hả? Thôi em nhận được, em nhận được. Đưa đây cà phâu tươi lên chìm nhau những đau buồn. Ngã ngã này chắc luôn quá em nói thiệt luôn á. Không ngã được, không ngã. Đó. Đó. Cứ ngã là ngã. Nhờ lên nè. 1, 2, 3. Đâu? Rồi, hôn má 15 giây, đứa nào xấu số rồi. Ý đi, không ý đi. Ý nha, gì đó. Anh Minh quen. Trời ơi. Nhấn cái nắp đây không? Đúng rồi chơi. Đúng rồi. Đúng rồi chơi. Rồi, ấy đi anh em đếm cho. Còn người hung, nhanh. Còn người còn lại nắm tay. 1, 2, 3. Mẹ cũng thấy hơi ngại một chút. Tại vì lúc đó đang mình đang nắm tay với Nhân, mình đang hình thành hôn. Nên cảm thấy hơi... không nói đâu. 14, 15, 14. Ở đó nóng tay quá thiệt. Nóng tay quá mọi người ơi.
Nếu như gọi vô cuộc than á. Có người muốn mộng được thì ngồi lên. Giọng lên. Hôm nay thì mình cảm nhận được nhiều hơn là anh Minh đang thổ lộ ra là anh Minh cảm mến mình với thích mình. Hai anh em cũng có thời gian tiếp xúc nhau nhiều hơn. Và mình nhận xét ảnh là bớt nói nhiều lại với giỡn, giỡn để ý một chút thì ảnh cũng có để ý, thì mình cũng cảm thấy vui. Có vẻ như khoảng cách mà Lily tạo ra trước đó với Minh đến hôm nay bỗng dần được thu hẹp. Và liệu Minh có tận dụng cơ hội này để phát triển tình cảm của Minh? Anh Minh là yêu đâm đầu. Thế anh kể chuyện thế, anh yêu đâm đầu, yêu bất chấp. Anh Minh người rất là tốt mà. Minh tốt mà. Minh là kiểu là một người mà lúc đầu sẽ ghét, mà từ từ biết lâu rồi là một người rất tình cảm. Rất tình cảm và một người mình sẽ rất là thương. Đúng rồi. Thấy xinh chưa? Bình thường chưa? Bình thường mà. Buổi tối này nó xuống xuống lạnh nhỉ? Mà đã sớm, anh thích lạnh. Đi đâu đi đâu? Người vui nhất lúc này chắc chắn sẽ là Nhân và Ý, khi sự vắng mặt không lý do của Austin và Vi như là cái cớ hoàn hảo để khiến mọi người nghi ngờ lẫn nhau. Bây giờ thích Ly đúng không? Để em biết đường em nói Ly cho. Thôi, hôm qua sáng Ly nói là anh không phải là người của Ly. Vậy thích Diệu đúng không? Diệu nói là anh không phải là người của Diệu. Ý thì sao? Ý nói là Ý thích Nhân rồi. Em chưa nói gì với anh hết. Em nói thì anh trả lời. Anh phải nói xong em trả lời tự nhiên. Sao? Anh thích em thì anh phải nói anh thích em chứ. Mà em gửi ẩn rồi. Nhưng mà anh phải nói, đâu có chắc chắn em đã kêu không, là em không nói giỡn với quyết định của anh thì quyết định nào thì cũng khác quyết định nào. Ý là đã chọn Vi ngay từ đầu nhưng mà cô thử ba cô kia coi đi. Phải không? Coi dính được con nào hay con đó. Nói thiệt tính anh giỡn nhưng mà thật ra anh đi quay rất là thật lòng. Vậy giỡn nhưng mà thật là thôi. Thì đương nhiên là ba mẹ anh mới yêu ba mẹ anh trước chứ. Sao? Thôi về phòng đi. Vi làm thích ai? Tại sao em phải tâm sự cho anh trong khi anh không chịu tâm sự với em? Không có. Lúc đầu mới chở anh có ấn tượng với Diệu, chắc anh thích. Diệu mạnh mẽ và nam tính. Nhìn Diệu thấy giống một người anh của anh. Nói chung á, anh bị cọn cho nên là lúc đầu nhìn Diệu không có rõ. Rồi sao nữa là vẫn thích Diệu đúng không? Đâu có, con trai là thích nhau. Không, Diệu gái. Trai. Sao anh nói em con trai hả? Mới đầu em thích Austin mà Austin 6 ngày không đi tắm thì hết thích rồi. Vậy, sẵn cải lương luôn. Cải lương hả? Gãi lương. Gãi lương á. Gãi lương luôn. Tại gãi lương giùm hết cho em. Cái này ngớt quá. Bữa giờ 6 ngày em chưa tắm. Thôi thiệt hả anh? Vậy không? Bởi 6 ngày thôi mà sao làm chuyện khó nhỉ? Bình thường quá. Sao ngứa rồi đó? Một phải ở bên Mỹ khác. Đúng rồi, em gặp đây là một tháng một hai lần thôi. Tiết kiệm tiền. Tiết kiệm tiết kiệm sao mà đúng rồi thay vì tắm thì tắm như thế là bình thường thôi. Tắm như tắm thật kiểu giỡn mới tắm nè. Sau bữa tối tràn ngập những cảm xúc khác nhau, sáng nay các thành viên ngôi nhà chung đã thức dậy từ rất sớm để ra vườn rau phụ giúp các cô chú nông dân tại thôn Đi Ôm A, xã Lạc Xuân. Dạ con chào chú. Con chào chú. Tụi con đến từ chương trình lớp 2 á chú. Hôm nay tụi con có nhận một nhiệm vụ là phụ chú cắt cỏ ở vườn bắp cải. Đây, có hai vườn em. Vườn này với vườn này hả chú? Chú ơi, mình nhổ hết luôn hả chú? Mình nhổ đây xong là mình xỉu luôn hả chú? Khi nào cỏ mình nhặt thôi. Dạ. Thôi làm thôi mọi người. Ok. Con chào mấy cô. Trời, mấy này con nhà con làm bài. Hai gặp là bốn luôn. Hai đúng làm tới 2 giờ chiều luôn. Mình hai luống này. Mình qua đây nè. Đi. Rồi này chắc cắt tới sáng quá mọi người ơi. Bình thường là một luống là cô cắt khoảng bao lâu cô? 15 phút. Wow. Mình nhân 10 lên. Nhiều quá. Nhiều quá. Nhiều lắm. Không biết bên kia nhổ cỏ rồi sao ta? Người ta dạch lá tìm sâu, mình dạch lá tìm cỏ. Cái bàn tay nông dân này. Thân thắt nè. Anh phải nhổ luôn cả cái rễ. Như anh nhổ như vậy là lần sau nó có cơ hội nó mọc lên lại. Nè, Austin có cái cây cút cỡ nè. Đây, anh đụng vô cái này đi. Đó, nó khép lại hay chưa? Nó bình thường nó sẽ xòe cái lá ra nhưng mà mình đụng vô cái nó
khép đá lại. Người ta gọi là cái mắc cỡ. Nhà cô bao nhiêu đứa con cô? Có 4 đứa. Ồ. Trai gái cơ. Đó để anh gãi mấy cái hàm thăng. Cô thấy con sao cô? Được không cô? Vậy mình trồng rau nuôi cá kìa. Về chắc ba bữa bà má vợ khách chỗ dí quá à. Có một cái tính hơi xấu của anh là quen ai kiểu như anh dành gần hết thời gian mà rảnh cho họ, cần cái gì lúc nào mình cũng có mặt hết. Vậy quá tốt rồi. Nhưng mà đôi khi họ lại thấy nó ngợp, nó phiền. Nó phiền đúng không? Mình không quan tâm á thì người ta nói là mình không có thương. Vy! Anh coi cái đích Vy kìa, anh nhìn thấy không? Ừ. Anh sẽ tin phổi cho Vy đi. À. Thôi, phổi cũng làm cũng dơ tiếp à, làm sao còn phổi? Ừ, tính cơ hội. Cơ hội. Anh là anh Nhân mà cặp đôi bí ẩn sao anh? Thì 10 triệu. Trời ơi, anh bây giờ gặp ai gặp đôi bí ẩn cũng được hết á. Anh gài không à? Gài mà có lợi cho mọi người mà. Đúng không, mọi người có thích không? Ừ, thích. Gặp đôi bí ẩn không thích, gặp đôi bí ẩn nó chửi anh trong lòng. Nói thằng này chơi tiền mà. Nhưng mà anh Nhân làm thích anh Nhân mà giờ anh Nhân lộ ra cho em buồn lắm á. Em thích nhau hả? Ờ, anh Nhân là em thích anh Nhân rồi mà. Bởi vì sao? Tại ba người không thích em nên em thích anh Nhân. Tào lao, tình yêu như trò đùa ấy. Giọng vậy mà. Giỡn anh á. Chứ em thích ai nhiều nhất? Không thích ai hết á. Sao? Tại vì thì kiểu phải có an toàn chứ. Cái bữa tỏ tình đó đó, anh đánh đàn đi ý, nghe đàn lắm á. Mà ý thích Nhân rồi. Từ lúc vô anh đã xác định em là một đối thủ của anh rồi. Mà đối thủ của anh ấy, nhưng mà là một thằng trưởng thành. Anh chưa bao giờ coi em là đứa nít hết. Con người ta có biết sợ. Biết sợ. Ừ. Con người ta có rục trí khi trải qua quá nhiều thứ. Cùng giống nhau. Em có chà, nghe chà. Câu con chim trúng tên sợ cành cây không không? Nó đã từng bị thương. Nó nằm ở... Và khi nó đậu lên một cành cây, có một cành cây khác vô tình chọt vào nó là nó sợ. Anh đừng có nghĩ anh thua thiệt nhiều người, đó là sự tự ti. Anh nên biết bản thân mình ở đâu, anh nên cố gắng hơn. Nếu một người con gái chọn lựa, họ sẽ... Thích được người tự tin hơn. Một người có thể tự tin về chính bản thân mình. Đàn ông bản lĩnh lúc nào cũng tự tin. Một người đàn ông tự tin, họ có thể làm hết tốt hơn ở trên đây. Một người đàn ông nhút nhát, họ càng ngày càng lùi xuống. Nếu một người bỏ đi nhiều tiền, anh sẽ nhiều tiền. Nếu anh thích một người bỏ đi theo một người đẹp trai, anh phải đẹp trai. Thì một cái body mà có thể bao nhiêu người yêu, anh có thể làm được nó bằng sự quyết tâm. Ừ. Về cái chuyện mà tự ti á, đâu ai muốn xấu đúng không? Đúng. Em có chắc là không ai thích người mập. Ai đã từng có người thay đổi, nhìn từ chối. Trong một thời điểm đó, anh chỉ xác định đúng một người, họ từ chối. Anh chỉ cần sự rõ ràng thôi. Phải chiến cái gì chiến cho cùng chứ. Cho bản thân mình cơ hội. Cũng chưa biết làm sao. Chưa biết làm sao mà. Cái đó để em về em suy nghĩ. Ừ, cái đó mình về mình suy nghĩ lại đi. Chứ gối quá, ngồi nắng gối đó. Trong hai ngày cuối cùng mình cũng chẳng biết phải làm gì nữa. Tại vì mình sống theo một cái nguyên tắc. Khi con gái chưa là của ai thì mình có thể tán tỉnh. Nhưng mà khi mà họ đang trong một mối quan hệ, mình sẽ tìm hiểu với ai đó, mình rút lui. Vì Austin hợp hả? Ừ. Một chàng thì ít nói, không hiểu ngôn ngữ Việt Nam. Còn nàng thì dễ thương. Vì tinh tế nhiều, thích mèo nữa. Chỉ là nói nhìn thôi nhưng mà rất là thấu hiểu. Austin là cái người mà mình cảm thấy có cái sự thay đổi khi mà mình có góp ý cho anh. Với lại anh và mình cũng có rất là nhiều điểm tương đồng trong suy nghĩ của nhau. Còn về phía anh Minh thì... tại vì mình thấy anh Minh rất là vui tính, rất là vui vẻ với mọi người. Và anh Minh cũng khá là tình cảm. Nếu mà mình hiểu, tiếp xúc nhiều với anh ấy thì sẽ thấy anh ấy rất là tình cảm. Mình nghĩ là Austin và Minh là sẽ là người mà mình có thể là muốn tìm hiểu trong 2 ngày tới. Anh cũng buồn em quá, tưởng em thích anh chứ. Anh làm tất cả vì em, mà cuối cùng em nói không thích ai, buồn ghê. Vì em thể hiện anh thích mấy chị rồi cho nên là em không dám thích anh. Mà... thể hiện chứ thích ai? Thích mọi người. Mọi người nào? Thì ai biết anh, trong lòng anh, em không nói đâu. Em sẽ hối hận. Hối hận à? Ừ. Em hối hận là sao? Tức là anh kiếm anh hả? Chị đâu, hối đã muộn màng. Làm thì lo, làm đi thả tính rồi. Không, anh đâu có nói là anh thích ai hay không thích đâu. Bé Ly cũng ấy ghê, bé Ly á. Lần nó nhìn anh, nó cái dính mắt khó chịu á em. Nhưng mà ở đâu biết những tâm sự của anh đâu. Không nói cho tao biết. Nói chi, chúng ta có những điều không nên nói ra. Em thấy anh với Ly sao? Hỏi thiệt á. Tính tình thì chắc không hợp. Em nhận xét thế nào về anh Minh? Anh Minh hả? Ờ. Nói nhiều. Nói nhiều. Có nói nhảm không?
có. Nhảm lắm phải không? Nhảm, nhiều, khùng, điên. Thế nói vậy ổng chửi không? Chắc ổng chửi sao? Chửi gì đâu, anh sẵn cái này anh... Sao, em nói lại anh nghe coi. Em nói anh dễ thương. Ờ, giỡn gì nữa? Vui tính. Ủa gì nữa? Hết rồi, ngồi xuống làm đi anh không thua giờ. Hiện tại theo mình đánh giá, Ý đã là của Nhân. Nhân đã chinh phục được Ý. Diệu thì là... không có còn tình cảm nữa. Vi cũng không phải là mẫu người mình thích. Bạn để chia sẻ thì rất là ok. Còn Lily thì dễ thương, tinh tế. Hy vọng sau chương trình mình sẽ tìm được một người, một cô gái phù hợp với mình. Hy vọng hai ngày tới may mắn sẽ đến với mình. Anh thấy em đổ mồ hôi không? Thấy. Nhưng mà bây giờ anh muốn lau cho em à. Anh muốn lau hả? Thấy chưa? Em thấy rằng ghê em chưa? Được rồi, được rồi. Áo anh. Áo anh em hiểu mà. Anh Nhân ơi. Nghe. Em buồn á. Chắc em thích anh Minh quá. Buồn ai? Em buồn anh á. Sao buồn anh? Bé đó tuổi trẻ mà. Nó hay thích lung tung, kệ nó. Chở chơi đi. Già nó khỏi mất nết. Thôi mình đổi cặp đi anh Minh ơi. Xa ý có một xíu thôi đó mà không, không chịu ý là qua đây làm cho. Với người ta thì cố gắng mà làm qua cái thử thách đi, xa có một xíu thôi cũng đòi quay lại đâu. Nó cảm thấy em nó ăn em không được á em. Còn nói qua ý á, anh Minh nói vậy là bậy nha. Bậy gì? Bậy lắm luôn á. Anh thấy ánh mắt của thằng Nhân nhìn Ly á kỳ lắm em. Ừ em biết mà. Giống như là một con hổ mà thấy thịt thỏ vậy em. Nó xấu anh kìa. Nghe mà. Tuổi trẻ ngông cuồng, nó muốn cua hết gái chương trình luôn. Chị sản xuất mà không phạt 200 triệu là đã cua luôn rồi đó. Thiệt luôn á, thấy vậy luôn á. Em quen thằng Nhân sau này lợi là có lợi là răng không còn. Tại sao răng không còn? Thì nó ra nó, ngoài nó quen mấy anh khác. Mấy anh khác đánh ghen em. Nhìn nhanh vậy chứ chung tình nha. Đúng rồi, ai như Minh. Tuổi trẻ đã từng như vậy rồi. Hồi đó tự nhiên có nhiều người thích á. Ừ. Cái mình cũng đồng ý sau này mình mới nhận ra là hối hận. Mình chỉ còn một người duy nhất thôi. Xin chúa người ta có anh năm. Ông nghĩ ông 30 á. Ông cứ nói người ta là tuổi trẻ. Đừng khóc nha. Rồi ở ngoài em có gì hơn anh không? Nói nghe coi. Chiều cao. Ủa vậy là cao là hơn hả? Ủa cao không hơn hả? Chứ em thấy Cường Đô La có cao không? Ủa Cường Đô La hơn cái gì? Em thấy người ta đâu có cao đâu, thấy không? Nhan sắc có hơn không? Ví dụ thôi. Ví dụ cái hơn thôi. Thôi đừng cọc nè. Đâu có cọc. Anh chỉ còn búng tay cái là em bay màu á nha. Anh búng hả? Ừ. Là bay Facebook hả? Không, bay hết luôn em. Toàn hình luôn. Không tin á. Không tin đúng không? Đúng rồi. Ok. Xong chương trình chạy lẹ lẹ, trốn lẹ lẹ nha em. Ok ok. Mình còn đi chung một xe về mà. Ừ. Kết thúc buổi làm việc ở vườn râu, dường như Minh và Nhân đã tạo cho nhau những hiềm khích không đáng có. Cô tụi con chúc cô nhiều sức khỏe nha. Ừ. Có dịp tụi con sẽ quay trở lại. Ừ, cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn mọi người. Và ngoài Minh ra, Nhân hoàn toàn không biết mình cũng đang gây chú oán với một thành viên khác trong ngôi nhà chung. Qua được không? Sao ta? Ủa sao mình lại chọn hướng này mình đi vậy? Ôi con rắn. Nhân đưa em ra gặp Thành á. Cái hành động của Nhân khi mà Nhân muốn cõng em nhưng mà em không đồng ý. Và sau đó Nhân giận lẫy và bỏ đi thì em cảm nhận như là... Ủa anh thấy luôn hả? Em không để ý lắm luôn á. Em thấy giận giận thôi. Khi mà Nhân quay lại đón em lần thứ hai mà Nhân cũng lơ lơ em luôn, lúc đó em cảm thấy như thế nào? Có lời mà. Sao ta? Em mới biết luôn. Thôi chứ em đập. Được không? Bây giờ anh kêu nó ra em đập nó một cái đi. Anh, em có thiệt anh kêu ra cho em chửi nó một cái. Sao mà nó dám nhẹ em được? Mấy giờ kia ngủ rồi anh kêu nó ra cho em. Heo dung của chồng em muốn nó thiệt á. Em nói thiệt đó, tại anh đang nói, em không biết luôn đó. Thôi con rắn. Như ý giờ đây chắc chắn rất hả lòng hả dạ khi đã trừng phạt được Nhân vì tội ghen tuông vô cớ. Tuy nhiên, sự thể hiện gần đây của cặp đôi bí ẩn này đang khiến mọi người nghi ngờ nhiều hơn. Austin và Tường Vi vẫn cho thấy họ đang mang chung một cảm xúc về nhau. Và gần đến cuối hành trình, thật bất ngờ khi xuất hiện thêm một cặp đôi tình cảm mới là Minh và Lily. Cảm xúc thật khó để đoán trước và chỉ còn 2 ngày cuối, liệu sẽ có những xoay chuyển tình cảm nào xảy ra? Hãy đón xem ở tập tiếp theo.